Hello, chào anh chị em, chào cả nhà ha. Hôm nay mình làm tiếp tới clip phân tích về hạ tầng giao thông nè, của cái đồ án phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 của xã Bãi Thơm ha cả nhà. Trước màn hình của anh chị là xã Bãi Thơm đó. Nó có bây giờ nó mới có ra cái bản quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2370 hecta, và cái lớp giao thông đó mà mình lấy cam bằng mà Google Earth ảo cả nhà xem ha, những ba cái trục đường chính, xong rồi mình sẽ có cả nhà xem cái bản quy hoạch và cái phân khu chức năng của nó nha. Anh chị vừa qua có theo dõi kênh mình á, thì nếu thấy hay chia sẻ cho mọi người biết để có cái bản đồ để đi thực địa khảo sát trước khi quyết định đầu tư. Tại vì cái phân khu của 1/2000 á nó rất là quan trọng hơn cả nhà. Nói tới phân khu xây dựng 1/2000 là biết rồi, đã xây dựng, nó có mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất và tầng cao, thì mình mua những miếng đất nào mà nó có quy hoạch đó, nó không dính dự án thì nó không nói đi, mà nó đất được gọi là đất ở thì ở khu chức năng nó được được tầng cao tối đa của nó và cái hệ số sử dụng đất của nó như cao thì cái đất nó có giá trị đó. Bây giờ mình mở cái Google Earth trên cái nhà đi xem nha, mình mở cái trục đường chính. Mà đi cái trục đường chính nè, trục đường là trục đường chính, bên tay trái mình là đi vô đường Rạch Chạm. Thì trên cái phân khu xây dựng này nó có ba cái con đường chạy song song, một con đường biển, một con đường chính giữa và con đường nó đi song song để đi thông tới ấp Rạch Chạm. Đường lớn hơn cả nhà, cái con đường khá lớn không, cái len chính giữa là cái tiêm đường đó, hai bên thì cái nhà xem nè, khi nó cái trục đường dự phóng này đó thì nó mở rộng trên con đường cũ và nó có đi qua những cái vệ tinh đó, có đi qua cái những cái nhà nào là cái gì đó, mình cũng được nắm được một số vị trí có nhà mình có nằm trên trục đường quy hoạch hay không. Hoặc là mảnh đất mình nó có đi băng qua cái chỗ nào hay không đó cả nhà. Đây là trục đường chính rất lớn thôi nha. Cái này là mình vô tới cái dòng xây nè, ngã ba nè. Đúng là ngã tư đó. Bây giờ cái dòng xây này mình đi xuống cầu cảng. Đây là cái mình lấy cam cái xuống này, cái là cầu cào cảng nha, bến Du Thừa Hiền. Đây là xuống bến Du Thừa Hiền nha. Đó, trước mặt các anh chị là gọi là bến Du Thừa Hiền. Rồi mình sẽ chạy tiếp cái thứ hai ha. Và bây giờ mình mở tiếp cái đường theo song song cái đường biển nha cả nhà. Đó. Con đường này là cái con đường hiện hữu đi về phía bãi bổn nè. Thì này nó đi song song với con đường bãi biển. Cái lộ dự phóng có show một tới một số nhà đó. Con đường này là cái phân khu chức năng nó là gần trung tâm.
thì có đất công cộng, giáo dục và đất định cư. Những cái ô vuông vuông là những cái phân khu của cả nhà. Để chút mình mở cái Google Map lên cho anh chị nó xem cái phân khu chức năng. Đó, tới cái dòng xe ngã ba này đúng là lần cùng, sau này sẽ mở một con đường lớn hơn mấy anh chị. Con đường này rộng lắm à. Nếu mà hiểu bên tay trái là mình những con đường nối đấu nối ra đường mà song song với đường đi gạch chạm. Ồ, có miền con đường bắn ngang 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 cái nhà của mấy cái nông mà lớn nữa nè. Con đường này đi thẳng hoài luôn á nha. Thẳng tới mũi luôn, nó mũi ra nó có mũi tới mũi qua mũi chua nằm đó. Cái này là mình đi mình khảo sát mình xem coi nó có trực quan chút xíu. Có một số lớp Google Earth nó mới ra cập nhật thì nó có rõ hơn. Qua được một số nhà. Nói chung hạ tầng của 370 hecta của xã Phái Thơm này rất là lớn anh chị. Ở khu này là những khu dự án không mấy anh chị ơi. Này ra tới biển rồi nè. Nếu anh chị thấy hay nhớ đăng ký kênh và theo dõi bật cái chuông ha, để khi mình up những cái clip bản đồ lên anh chị có cái tin nhắn để anh chị coi, anh chị tải cái bản đồ về để anh chị cần thiết đi xem thực địa để có cái nhìn được, biết được cái chỗ cái vị trí đất đó nó thuộc về quy hoạch đất gì, cái phân khu chức năng nó là đất gì, để mình biết mình đưa ra quyết định mình đầu tư. Chứ bây giờ anh chị không có biết thì có tham khảo trước thì cũng được, cũng hay. Có một số thì người ta xin thông tin quy hoạch thì mình không nói gì, còn có thì mình đi xem trước. Bản đồ này mình cũng đi tham khảo. Nhiều khi mình mua lỡ vô những cái đất mà hành chính công cộng hay là hạ tầng kỹ thuật đồ, những cái đất giáo dục thì cây xanh đồ đó, thì nói chung những loại hình đất đó thì cũng là khó, anh chị đầu tư thì cũng khó có thanh khoản lắm. Đó. Vậy thấy không? Rồi bây giờ mình mở qua cái bản đồ lớp map của Google Map cho anh chị và các nhà xem ha. Và trước cái màn hình của anh chị và các bạn đã thấy không, cái bản đồ phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, đó là 370 hecta của xã Bái Thơm. Thì mình mở từng chức năng để mình xem cái tầng cao và mật độ xây dựng cái những cái khu vực nào cái nhà theo dõi nha.
ở đây nè, đây là tái định cư nè, nè khu này là khu tái định cư được rồi, nó mới khởi công á, trong cũng vừa 2021 thì tái định cư nó để nè, mật độ xây dựng 40%, tầng cao tối đa 3 tầng, hệ số sử dụng đất là 1.3. Cái đường này đường chính nè, mình xuống tái định cư từ bên tay trái nè, nếu mà dùng đông đi lên đây, ở đây hai bên này nó để nè, đất là nghề cải tạo chỉnh trang, là những cái loại hình này nè, anh chị đầu tư đồ ok nè, nếu không dính vào dự án, thường dùng chỉnh trang thì nó ít có dự án lắm, nó để 60% và tầng cao tối đa là 3 tầng, hệ số sử dụng đất 1.8. Có nhiều khi mình để vô đây nè, có cái mã QR đó, anh chị cứ bấm vô muốn kết bạn đó, thì mình có được cái ảnh mà QR vô trong nhé. Đây là cái bến chủ thuyền này, đại đất là nghề mới, mật độ xây dựng 40%, tầng cao tối đa 3 tầng, hệ số sử dụng 1.2. Hợp theo bờ biển thì đất dịch vụ du lịch và đất nè, mấy cái loại hình này nhiều nhất nè, đất du lịch nghỉ dưỡng nè, ở đây hầu như là dự án rồi, mật độ xây dựng 24%, tầng cao 6 tầng, hệ số sử dụng 1.0. Còn này đất khách sạn nghỉ dưỡng, để là đất khách sạn nghỉ dưỡng là mật độ xây dựng 25%, tầng cao 8 tầng, hệ số sử dụng đất 1.5. Này đất dịch vụ du lịch, mật độ xây dựng có 25%. Đó, tất cả thì các anh chị muốn cần bấy biết cái chức năng đất gì đó, anh chị và các bạn cứ bấm vô thì cái phân khu nó tới cái quân nhân như đi qua cái eo này nè, là nó sẽ hết điểm cuối nơi là nó bên cái xã Bãi Thơm, thì nó có trung tâm, thì cái khu này là cái phân khu xây dựng của nó là 370 hecta. Rồi các anh chị nào mà nếu mà có làm bên bất động sản á, thì chia sẻ cho mấy anh chị khác để có cái bản đồ này, hoặc là thấy hay nhớ đăng ký nha, để mình có những cái clip khác, để mình có những cái bản đồ mới mình upload lên cho cả nhà, để có tiện đi xem thực địa đó. Và những anh em môi giới mấy bất động sản cũng có được cái bản đồ của anh em để đi tư vấn cho khách của mình. Thôi, bye bye. Nếu anh chị thấy hay nhớ đăng ký và subscribe chia sẻ đâu nha. Đó. Bye bye. Hẹn anh chị lại clip sau.